Phẫu thuật khối u buồng trứng 12kg cho bé gái 12 tuổi. Chiều ngày 19 tháng 5, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, bệnh viện thực hiện phẫu thuật thành công khối u buồng trứng khổng lồ 12kg cho bé gái. Đại diện Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho hay, tuần vừa qua, khoa ngoại thận tiết niệu Bệnh viện Nhi đồng thành phố thực hiện ca phẫu thuật thành công, lấy bỏ khối u buồng trứng kích thước 30 x 40cm cho nữ bệnh nhân 12 tuổi. Khối u khổng lồ chiếm gần hết thể tích ổ bụng, gây đau đớn và chèn ép các cấu trúc khác trong ổ bụng. Điều đặc biệt, dù mang trong bụng khối u kích thước to và nặng gần 12kg, nhưng bé chỉ có cảm giác đau bụng âm ỉ thoáng qua, bụng to dần. Đến khi vùng bụng dưới to lên đáng kể khi đi thăm khám thì khối u đã phát triển khổng lồ. Sau khi nhập viện, bệnh nhi được khẩn trương làm các xét nghiệm hình ảnh học, sinh hóa máu cần thiết và cuộc phẫu thuật nhanh chóng được thực hiện thành công. Trưởng ekip phẫu thuật bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Cao Nhân, trưởng khoa ngoại niệu Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết, u buồng trứng là một loại u ổ bụng hay gặp ở các bé gái. U buồng trứng có triệu chứng đa dạng, từ chỉ đau bụng âm ỉ thoáng qua đến đau bụng dữ dội khi có biến chứng xoắn buồng trứng, rối loạn kinh nguyệt, bụng to dần, v.v. Đặc biệt, một số trường hợp chỉ phát hiện tình cờ dù không có triệu chứng gì. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên lưu ý và cho con đi thăm khám sớm khi có các dấu hiệu nghi ngờ như trên.